thì cũng chẳng xả bỏ các hạnh Bồ Tát, vẫn tu Bồ Tát hạnh, đó là 10 thứ mũi của Bồ Tát. Nếu các Bồ Tát thành tựu được pháp này thì sẽ đắc được mũi thanh tịnh, vô lượng, vô biên của Như Lai. Phật tử, Đại Bồ Tát có 10 thứ lưỡi, những gì là 10? Đó là lưỡi khai thị diễn nói hạnh chúng sinh vô tận, lưỡi khai thị diễn nói pháp môn vô tận, lưỡi tán thán công đức chư Phật vô tận, lưỡi diễn sướng từ biện vô tận, lưỡi khai triển đại thừa trợ đạo, lưỡi trùm khắp 10 phương hư không, lưỡi chiếu khắp tất cả cõi Phật, lưỡi khiến khắp chúng sinh ngộ hiểu, lưỡi đều khiến chư Phật hoan hỷ, lưỡi hàng phục tất cả các ma ngoại đạo, trừ diệt tất cả sinh tử phiền não, khiến cho đến niết bàn, đó là 10. Nếu các Bồ Tát thành tựu pháp này thì sẽ đắc được lưỡi vô thượng của Như Lai, trùm khắp tất cả cõi nước chư Phật. Các vị đệ tử của Phật, Đại Bồ Tát có 10 thứ lưỡi. Những gì là 10? Đó là 1. Lưỡi khai thị diễn nói hạnh chúng sinh vô tận. 2. Lưỡi khai thị diễn nói pháp môn vô tận,